những cái biểu ngữ mà ngày xưa có cái chữ mà Hán Việt á, ở trên những kia là họ dẹp bỏ hết và họ điều chỉnh lại bằng tiếng Việt rõ ràng, nó rõ vậy. Rồi, thì ta nói sơ sang rồi tiếp là ta nói từng từng phần một, ta nói tới bây giờ nói tới văn hóa đi. Rồi, văn hóa đi, văn hóa liên quan đến giáo dục, đến chữ viết, đến gọi là về văn hóa ẩm thực, văn hóa truyền thống. Thì chúng nói về cái đó thì con này thì con cũng rành lắm. Cái văn hóa ẩm thực thì từ xưa giờ thì người Tàu là gọi là người Trung Quốc họ không ăn nước mắm mà cho ăn là họ chăn nước tương thôi. À, đúng rồi, nước tương là Tàu dĩ yêu. Nói chung là thì cái văn hóa ẩm thực của họ vào Việt Nam mình cũng khá là lâu, cũng mấy trăm năm. Nhưng mà người Việt Nam mình cũng có cái đặc thù riêng, có là họ không bao giờ ảnh hưởng với cái món ăn của người Tàu cả. Bằng chứng ngày xưa ở Chợ Lớn, như khu Chợ Lớn của năm ngày xưa đó, là thức ăn đêm nói chung là từ mì hủ tiếu gì Tàu hiểu Tàu gì, nói chung là tất tần tật là đúng không của Tàu. Nhưng mà người Việt mình vẫn giữ cái bản sắc này, vẫn có cái là cá lóc đương rui, là cá khô tổ canh chua gì, là cái gì đặc biệt vậy. Chỉ có cái văn hóa từ Việt Nam mình nó không bị ảnh hưởng nhiều, có nghĩa là hầu như là họ không có, họ tách rời riêng biệt đó này. Chữ viết cũng tách rời, cái chữ viết của mình là cái chữ cái là ngôn ngữ của Latin, chữ viết của Latin. Còn ông nội kia thì vẫn còn chữ gọi là hầm đằng sáng cấu, gọi là dồn vô không biết gì. Ta biết tướng sĩ tượng thì ta không biết tượng hình như tứ hình đó. Yeah, thành ra nó vẫn khác biệt cho hoàn toàn, chẳng có gì giống nhau cả. Thành ra mà từ lâu rồi cái chuyện đó ra hầu như là nó đã tắt mạch rồi. Yeah, cái gì cắt là cắt, cái gì xài là xài, chứ không có vơ đũa cả nắm được. Đúng rồi, đó nó là vậy đó. Cái gì lời thì mình làm, chẳng hạn như nãy giờ tao yếu tố mà tâm lý, yếu tố mà tao phát cực phái là cho vấn đề kinh tế đó. Có nghĩa là kinh tế mà đặc biệt nhất là vấn đề coi như vấn đề nông thôn, khoáng sản, đây là gọi là nông nghiệp đó. Từ những cái mà củ khoai, củ sắn, rồi sầu riêng, dưa hấu, rồi bây giờ hôm trước phải cái có bùa mà gọi là một cái bùa mà chuyên môn người Bắc người ta xuất khẩu qua bên Trung Quốc là hàng coi như là nghẹt đường luôn, là mùa vải, cái vải á. Yeah. Ồ trời đất ơi, không được container mà nó chở cả ngàn container. Ở Bắc Giang ở đâu đó là tên trồng khu đó, người ta trồng cái vải để người ta xuất siêu qua bên Trung Quốc. Trời ơi, mà mày nghĩ mày coi, đó là cái sự lợi nhuận của người nông rất là lớn. Bây giờ đặt trường hợp mà chính là nó chỉ cần đóng cái cửa khẩu không mà làm mấy người nông dân mình là chết rồi. Yeah, đúng không? Thì đó, cái điều đó tại sao là mình không làm, nông dân mình được lợi quá mà. Đó, con đi Trung Quốc con thấy, chú thấy không, cái chua chiên ở Việt Nam á cũng khác, nhưng nhà chua thấy cũng khác nữa, với cái văn hóa với đạo Phật đó cũng khác nữa. Nói chung rồi khác. Kể cả nhà thơ Thiên Chúa đồ bên ta cũng đẹp, nhà thơ ta cũng đẹp đó, nhà thơ chùa đó không gì rằng này là thằng Sa Hoàng nè, ok Bắc Giang mà bác nói vậy đúng không, tại vì bác đọc báo à, cho nên ra bác nói luôn. Ở Bắc Giang á là ở Bắc Giang như là xuất khẩu vải thiều qua Trung Quốc. Đúng rồi, đúng không thấy chưa. Thành ra cái chuyện mà làm ăn với Trung Quốc mà mình có lợi thì mình làm thôi, đâu cần gì là phải chống cho mấy. Tao nói cho mày nghe nè, nội mà chống tao không thấy ai chống, nhưng mà nội mấy cái thằng dân mà nông sản nó đập gặp mặt mày đâu là nó cào mặt mày ra cái đó. Rồi cái người dân Việt Nam mà trồng nông sản là nó quýnh mày bỏ mẹ, thì bởi vì đó nè, bản chất người ta là bành trướng. Đúng rồi, cho nên bây giờ họ xâm lược cái gì thì mình chống cái đó. Đúng rồi, nhưng mà mình nội tinh của người dân mình á, tự ắt phải tự làm giàu. Mỗi người dân ta phải muốn chống nó là phải giàu rồi đó. Mỗi người dân ta phải hợp tác kinh tế với không những là cả Trung Quốc mà cả thế giới. Để cho mỗi người dân chúng ta giàu lên, đó là cái hành động mà ta chống bền bỉ. Ta mà nghèo thì nó dập cái gì queo à. Cũng quay về thời kỳ trước năm 1938 ngôi Ngô Quyền đấy, ngàn năm Bắc Thuộc đấy. Cho nên là về quan điểm của ta là gì, cái gì hợp tác cần hợp tác, đôi bên có lợi hợp tác sâu. Cái gì mà cắt thì có nhà nước làm rồi. Nó một cái khác là cái gì mà ảnh hưởng tới cái nội tình quốc gia là đã cắt từ lâu rồi. Thứ nhất là quân sự, cái thứ hai nữa là bộng nga, rồi thứ hai nữa là vấn đề văn hóa đã tách mạch từ lâu rồi. Không có cái chuyện mà giống như kiểu như là Hán Việt hay là Hán Nôn mắng gì cả, tách mạch nhà trắng thì nó nhà trắng, chứ không có kiểu ngủ giấc đầy mạch dinh ngủ rồi tao vậy đó, là tao khoái nó chẳng là như vậy. Rõ ràng cái nào tách là tách, cái nào xài là xài, đúng chưa? Không có hổ lốn mà kiểu mà cào ra bằng điều nhau vậy không được, đúng mấy đứa ngu nó mới nói vậy.
Tức là mình mà nói để chống mà chống không đúng á, sinh ra kích động. Đúng, bởi vì thế này này, Trung Quốc cái tên của họ, cái tên nước á, họ đặt cái tên nước là Trung của Rẫn, là người Trung Quốc. Trung là Trung ở giữa. Trung là người ta nói là Trung Quốc là một trong năm nền văn hóa của thế giới mà. Một trong năm nền văn hóa vĩ đại của thế giới. Cho nên cái từ Trung là trung tâm văn hóa của thế giới, họ đặt cái tên vậy đó. Mà của là nước. À, một cái nước mà gọi là nằm trung tâm kinh văn hóa của thế giới. Bản chất cái nước của họ, họ là bành trướng rồi. Đúng là cái tên nước á, họ cũng bành trướng rồi. Còn biết nói tiếng Trung Quốc, đâu cũng được á, viết được luôn. À, thì bản chất cái tên á, họ đã bành trướng. Và bản chất là như thế. Cho nên bây giờ thế này, câu chuyện hôm nay là ta để phân tích từng góc cạnh một. Bây giờ ta để phân tích tới về ngoại giao đi. Ngoại giao thì chính sách ngoại giao của ta là 4-0 đó. Chú phân tích cho anh chị em hiểu về ngoại giao. Độc lập ngoại giao đi. Chứ ngoại giao của mình thì tao coi trong cái là cứ hàng năm như vậy, như Bộ Quốc phòng mình đã đưa nói nêu lên cái quan điểm là sát cắn gì đó, tôi nó có 4-0 là không cho tất cả các nước thiết lập quân sự, căn cứ quân sự tại đất liền, và không cho thuê, mà không theo phe phái, không binh anh này chống anh kia, và không được quyền là nói chung là nổ súng trước, nói chung là tất cả sát lăng. Thì cái đó thì đã xác nó rõ ràng như vậy rồi, hình ra bây giờ mình nó là sự dặn dụ trung lập á, nói thẳng là như vậy. Ngoài giao okay. Độc lập mẹ lập là không có chơi, cảm thấy chơi nào mà có lợi thì cứ chơi, nhưng mà nếu anh đụng chạm vào nước quốc gia là không chơi, ví dụ là vậy. Ngày hôm qua hôm kia thì nói chuyện với lại tuyên nhiên nàng quân tí thì nói về cái chuyện là chuyện của mấy ổng, chuyện của mấy ông lớn. Còn riêng cá nhân mỗi người dân thì mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng. Thì nghe nói sắp sửa tới đây thì Biden, tức là tổng thống Mỹ sẽ qua Việt Nam, và theo người ta, những cái báo đài của nước ngoài hoặc là những cái youtuber cà chớn của nước ngoài đó, thì lúc nào nó cũng nói là tại Việt Nam mời qua để mà nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Như tao nói, tao thiệt mà tao không có tin cái điều đó xảy ra, nhưng mà tao đã nói rồi, chắc nghĩ là không bao giờ, và chính bản thân tao cũng không muốn cái điều đó, bởi vì nó trước nhất là nó phạm vào cái nguyên tắc 4-0, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là Việt Nam mình đã quá trời hiểu cái chiến tranh nó như thế nào rồi, họ chán ngán, và người dân mình Việt Nam mình bây giờ họ chỉ muốn làm ăn kinh tế giàu mạnh, dân sướng ấm no thế thôi. Ngoài ra chiến tranh đi chỗ khác chơi, thành ra bị cái đó cãi lại bị làm, tao đứng ngoài cuộc thế thôi. Còn cái chuyện mà nâng cấp quan hệ chiến lược hoặc toàn diện cái gì đó là tao nghĩ không bao giờ có đâu. Việt Nam không có đến nỗi ngu như vậy đâu. Ok, thì cái quan điểm có thế này này, tức là có nhiều người bên Mỹ họ đang biểu tình, rồi là hỏi quan điểm là tổng thống Biden, tức là một người đứng làm tổng thống một cái đất nước mà giàu có bậc nhất hành tinh, tức là cái giá trị, cái uy tín thì là mình có thể nói được rồi, rất là lớn, hàng đầu thế giới rồi. Và tổng thống Biden đến Việt Nam để làm gì? Họ đang hỏi đến Việt Nam làm gì? Con phân tích cái đoạn này để con phân tích cho. Rồi. Người Mỹ họ thông minh mà. Tổng thống Hoa Kỳ thông minh lắm. Chú biết là Việt Nam hiện tại bây giờ đang xuất đi Mỹ. Tất cả các ngành công nghiệp và nông nghiệp là đi qua Mỹ khoảng hơn 100 tỷ đô la. Việt Nam đang xuất khẩu hẳn sang Mỹ khoảng 100 tỷ đô la. Thì cơ bản về những người mà hiểu nông cạn á, nói là ui dồi ôi, thằng Mỹ nó mở cửa cho Việt Nam xuất sang mà có tiền về mà làm này làm kia, để xây dựng đất nước. Nhưng xin thưa rằng thế này này, con hỏi chú nhá, con hỏi chú anh, hỏi anh chị em này, một ký gạo ở Việt Nam nhập qua Mỹ có 20.000 à, ở Việt Nam thu được 20.000 à, nhưng sang bên Mỹ vô trong siêu thị một ký bao nhiêu chú? Con nghĩ là nghe mấy người nói 80.000 á. Một thùng mì tôm ở Việt Nam là 100.000 thì sang bên đó con thấy mấy người đi mua về là tính là 400 mấy nghìn đó. Tức là tất cả những hàng hóa nhập từ Việt Nam sang bên đó khi đưa vào siêu thị đến tay người dân tiêu dùng là giá trị đã tăng lên gấp 4 lần. Tức là nếu mà nhập vào Việt Nam 100 tỷ thì không phải là vì chi sang bên kia là tư bản Mỹ, những người quản lý về siêu thị, những người làm thương mại tăng lên ăn 300 tỷ. Đúng rồi, mà tổng thống Mỹ làm việc cho ai? Cho siêu giới siêu giàu mà. Tức là Việt Nam kiếm được 100 tỷ là công cán nguyên liệu, nói chung amateur gì trong đó. Tất cả mọi thứ là vốn liếng lời lại nằm trong 100 tỷ. Ê, Kiên Giang ơi, Kiên Giang, tôi nói cho mày nghe nè. Mày nói là Tổng thống Mỹ đến Việt Nam cho Việt Nam tiền xài. Còn lâu á, mày phải nói ngược lại mới đúng hơn. Là bởi vì thằng Mỹ hiện giờ đang còn thiếu nợ Việt Nam tới 30, gần như là 40 rồi tao hạ xuống. Còn 38 tỷ đô Mỹ thiếu nợ Việt Nam. Thành ra Việt Nam mình cho Mỹ tiền xài thì đúng hơn, nghe không?
Ở đây con nói này, để con nói phân tích cho anh này luôn. Tức là Việt Nam xuất sang Mỹ 100 tỷ, nhưng mà giới tài phiệt của Mỹ á, là bán gửi lời gấp 4 lần lần. Tức là nếu mà Việt Nam xuất 100 tỷ thì sang bên đó là bán 400 tỷ đó. Con thấy cái gì 400 tỷ bên đó cũng mắc gấp 4 lần, 5 lần hết. Từ cái gạo cho đến những cái gọi là cái gói cá ba sa này bên Việt Nam có mấy chục nghìn, sang bên đó 200 mấy, 300 nghìn, mười mấy đô không à, còn mười mấy 20 đô không à. Thì tính cái phở đi cho chắc ăn, ta khoái ăn phở, tính phở đi. Phở Việt Nam phở ra có 40 ngàn thôi, qua bên kia là bao nhiêu, chỗ này sang sang chút mà cái nào mà 18, 20 đô, mà tính mình nhân nữa coi, này phải gấp 10 lần không, đó là tô phở thôi đó. Thì ý con nói là phở thì xuất khẩu về cái ấy thôi, về cái về công thức thôi. Thì con này nói là về hàng hóa đó, hàng hóa là thành phẩm đó, giống như thành phung mì tôm ở Việt Nam 100.000, sang bên đó bốn siêu thị bán 400.000, đúng rồi. Rồi một ký gạo Việt Nam 20.000, bốn siêu thị bên đó bán 80.000. Thì giới đại việt Việt Nam, giới đại việt của Mỹ á, kiếm ngồi không à, ngồi không kiếm nhiều lắm, kiếm gấp 3-4 lần. Cho nên là tất cả về FDI các nước từ châu Âu đến châu Mỹ cũng dồn về Việt Nam hay Trung Quốc, tức là nhà máy phát triển quốc tế đấy, phát triển nhà máy quốc tế đấy, là development factory development international đấy. Thì ở Việt Nam sản xuất rẻ nhất, đưa về Mỹ bán cao nhất. Có thể nói là, nhưng mà nếu phân lời thì Mỹ lời nhiều cho chú, tại Việt Mỹ lời nhiều chứ, lời gấp 3-4 lần mà. À, cái thằng này nó hỏi ngu như bò á. Hả? Nó hỏi nếu mà cái nước Việt Nam mà có chiến tranh á, cái này là mày không hiểu bất cứ một cái gì cả về quân sự và vấn đề quốc phòng Việt Nam mình đã ra cũng chắc chắn là 4-0. Thì chẳng có ma nào có lý do gì mà đụng chạm tới mình hết chứ. Và hiện tại Việt Nam mình á là đang bị lôi kéo và thằng Mỹ qua cũng định, qua cũng định nọt. Hai chú cháu mình tập trung vào cái vấn đề của mình là cái đề tài lúc đầu chú nói đó. Giờ bây giờ anh chị em hỏi lệch hướng, ta lại nói nó sai này, nó lại sai cái lệch cái hướng của ta đi. Sau ta phải tổng hợp lại, ta phân tích là mình nên dựa vào ai. Thì cái bản này mình có thể nói bản này luôn này, mình Ngô Đại Cáo nói mà, lấy giống là nhân làm gốc. Cái này mình đã nói rồi, chỉ có mình dựa vào thực lực của mình thôi. Khi người dân mình giàu lên, đất nước mình giàu lên là mình chiến thắng mọi kẻ thù. Chứ chẳng có ai mà đến đây mà đưa người đến đây mà đi đánh thuê cho mình hết đấy. Không có ai đâu. À? Và đây nó ví vào một cái kiểu gì vậy? Nó đơn giản thì ở trong một cái xóm thôi. Ở trong một cái xóm, anh chàng này từ nhỏ lớn anh đi ăn, anh đi học, anh đi xong rồi anh về nhà, anh có hiếu cha mẹ, rất ư là hàng xóm, rất là dễ thương, không ai ghét anh cả. Đùng một cái, thí dụ có một anh chàng nào lạ mặt lại quýnh ảnh, thì tao bảo đảm mày nguyên cái xóm nó ra nó quýnh kia chết đi. Thì Việt Nam mình cũng y chang vậy, bởi vì ở đây tôi trung lập, tôi không tôi gây thù chứ quán bất cứ người nào. Tất cả đất nước trên thế giới đều có cảm tình đối với Việt Nam, thì nó thẳng chẳng ai dám đụng vào Việt Nam cả, đó là gọi là sức mạnh mềm đấy con. Con ngu quá, con đừng có lên mạng nữa chứ, nó mệt mỏi. Hiện giờ Việt Nam đang thực thi cái gọi là cái sách lược sức mạnh mềm, là bảo vệ lấy lòng tất cả các nước 128 quốc gia, hầu như kể cả cựu thù của Việt Nam là thằng Mỹ cũng phải đi qua nịnh. Ngày hôm qua tôi thấy bức hình chụp tay nương cầm, anh ơi anh thì được hả, bái kiến thiền định đó, qua thiền định đúng rồi đó, đối quái. Cho nên là cái chính sách của nhà nước á, thời Bác Hồ đã nói là giặc cái đầu tiên muốn sướng thì phải độc lập tự do hạnh phúc. Độc lập đã, con nói đơn giản như thằng Nhật Bản đi, bị thằng Mỹ nó dí từ năm 1945 gì nó dí luôn à. GDP của Nhật bây giờ đồng bình quân đầu người bình quân đầu người của Nhật chỉ có 30.000 đô à. Tới bây giờ càng ngày càng thấp xuống. Tới bây giờ nó là 1, Philippines là 2, Hàn Quốc là 3, nó vẫn nằm trong cái thế gọi như là cuộc địa của anh chàng Mỹ. Thậm chí nhiều khi còn phải đóng tiền bảo vệ nữa. Y chang như mấy gã giang hồ, có nghĩa là hàng năm phải trả tiền thuê để tao bảo vệ cho mày, đủ đùng như vậy. Nó đã hé là như vậy, nghĩa là bị lệ thuộc hoàn chỉnh. Và thậm chí ngay bây giờ á, cách đây vài năm thì tao còn nhớ là như là sau địa vị thế giới mà Nhật đầu hàng, thì đã ký một cái văn bản hiệp ước là bây giờ là tất cả những cái vấn đề của những quân sự của Nhật á đều phải do thằng Mỹ thông qua, không cho cái đó là không được. Và thậm chí bây giờ những cái đảo những quân sự của Mỹ thôi vẫn còn lính Mỹ vẫn đóng quân thường xuyên ở đó. Cái chỗ đảo Okinawa đang 40.000 lính ở đó. Thế rõ ràng nó bị lệ thuộc, bị quản lý, bị khổ, nói chung là những cái gì mà Mỹ muốn là thằng Nhật là phải chiều, thế thôi, đơn giản vậy. Mình thì không có chuyện đó. Ê, tao tự do mày, đúng không? Vừa rồi Trung Quốc nó lấy cái đảo Scarborough của thằng Philippines đó.
có bên Philippines có 4-5 căn cứ quân sự đó, có anh cả ở đâu đó, nó cũng bị mất với Trung Quốc lấy ha, lấy trắng đó. Làm gì nói làm miệng thôi, ừ. Không làm gì cả. Đó cái đảo bởi gần lắm, gần bởi, gần bên bờ biển. Vậy chúng ta mới nói bọn tôi về, cái bản thân ai người nấy lo, và ta hơn nhau ở chỗ cái đầu, nó ngu như Kiên Giang thì thôi chết mẹ đi, đủ mà được gặp nó nữa nha mày. Vừa phải, ngu cái quá. Cái này như ta nói về văn hóa rồi đúng không? Bây giờ ta nói đến chính trị rồi, độc lập rồi đúng không? Chúng ta không xâm lăng bất kỳ nước nào, không xâm lược, độc lập, trung lập, gọi là có một cái nữa là chúng ta không can thiệp vào bất kỳ nội bộ quốc gia nào. Đó.